Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xin lỗi sau ồn ào chồng đầu đi xe máy. Trong một phản ứng trễ sau tuần xảy ra sự việc, nghệ sĩ nổi tiếng Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã chính thức lên tiếng xin lỗi về clip quảng cáo gây tranh cãi. Trên trang cá nhân của họ, hai anh em hoàng tử siếc đã chia sẻ lời xin lỗi và cam kết của mình đối với cộng đồng. Sự việc bắt nguồn từ một clip quảng cáo khi họ chồng đầu đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm đã gây xôn xao trong dư luận. Mặc dù cơ quan điều tra kết luận rằng đây không phải là một vụ việc mang tính chất hình sự, tuy nhiên, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vẫn cảm thấy áy náy và xin lỗi mọi người vì làm họ bận lòng. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của nghệ sĩ trong xã hội và cam kết làm tròn nghĩa vụ công dân của họ. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ủng hộ họ trong suốt thời gian qua. Điều quan trọng, clip quảng cáo này được thực hiện trong một môi trường an toàn, với sự bảo vệ tốt và sự kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, việc phát tán clip này trên mạng xã hội đã tạo ra tranh cãi lớn. Công an Thủ Đức đã tiến hành điều tra và xác minh sự việc, nhưng chưa có cơ sở pháp lý để áp dụng xử lý về vi phạm quảng cáo liên quan đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội. Thêm vào đó, Sở VHTT Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định rằng clip này không thuộc thẩm quyền cấp phép của họ. Tuy nhiên, họ sẽ làm việc với hai nghệ sĩ về việc sử dụng hình ảnh trong clip có thể gây ảnh hưởng xấu đến ý thức và tuân thủ pháp luật của người dân. Trong bối cảnh này, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc quảng cáo phải tuân thủ các quy tắc và đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội. Điều này thể hiện rằng việc xem xét kỹ thuật và xử lý hợp pháp cho nội dung truyền thông trên mạng xã hội là một vấn đề quan trọng trong thời đại số hóa ngày nay.